Kính thưa quý vị, một lứa lợn huyết giang con được ăn thức ăn ngon tính từ San Diego, California. Một lứa những con lợn huyết giang hay gọi là lợn da hồng mới sanh đã được thử sức một kỹ năng mới sẽ rất có thể có ích cho cả phần đời của chúng, đó là ăn thức ăn sống thay vì uống sữa. Những chú lợn con 3 tuần tuổi đã vây quanh mẹ của mình tại vườn thú San Diego thay phiên nhau ăn lá và các loại cây. Đây là thức ăn của lợn trưởng thành. Lứa lợn con mới sinh này gồm 4 con cái và 1 con đực. Những con lợn con này có các vằn trên lưng khác với những con đã trưởng thành. Điều này giúp chúng ngụy trang và hòa vào trong khung cảnh của vùng bán sa mạc Sahara của châu Phi, giúp tránh những con thú dữ. Ông Sylvester Martinez, một người chăm sóc vườn thú tại sở thú San Diego Safari Park cho biết, những con lợn con sẽ giữ được những vết lằn trên da trong vòng 1 tháng cho đến 1 tháng rưỡi. Vì chúng đã khoảng 3 tuần tuổi rồi, cho nên không lâu nữa chúng sẽ bắt đầu chuyển sang màu hồng đậm, có phần hơi đỏ. Những con lợn da hồng có tên tiếng Anh là Red River Hogs đã được đặt tên dựa vào thói quen bơi trong các vũng nước và các con suối khi lông của chúng chuyển sang màu đỏ hồng. Chúng cũng được gọi là lợn bụi và là giống lợn được tìm thấy ở các cánh đồng mưa châu Phi. Trong những năm gần đây, số lượng của chúng đã bị ảnh hưởng vì săn bắn.